Đây là những thứ to lớn nhất từng bị đánh cắp. Đầu tiên đó là đánh cắp một cái cây. Thì vào năm 2012 thì có một nhóm cướp dự định là sẽ cướp một cái cây 800 năm tuổi và đường kính là khoảng 3 mét. Thì họ bắt đầu đốn cái cây này rồi mang đi. Tới nửa đường thì họ nghỉ một xíu rồi sẽ đi tiếp. Trong khi đó thì các người kiểm lâm này đã phát hiện ra, nhưng mà họ lại không đi truy đuổi, mà họ thấy là cái cây này đang chặt dở một nửa thì họ lại chặt đổ luôn cái nửa còn lại để mà họ làm mồi nhử cho những kẻ vi phạm. Nhưng mà mấy ngày sau thì những cái tên trộm này quay trở lại và lấy đi toàn bộ cái cây mà kiểm lâm không hề hay biết luôn. Tới nay thì không ai biết là họ đã mang được cái cây đó ra khỏi rừng bằng cách nào. Và nhiều bạn sẽ hỏi là vậy là nhử mồi chưa? Vào năm 2015 tại Tacoma, Washington, có một chiếc chuông nặng khoảng 1,3 tấn đã bị đánh cắp tại một ngôi chùa Phật giáo. Chiếc chuông này thì được đúc tại Việt Nam và rất ít khi sử dụng, chỉ sử dụng trong một số dịp đặc biệt. Theo các nhà sư thì chiếc chuông này là vô giá và dường như là các tên trộm này đã không đọc thông tin về cái chuông. Nhờ đó mà một năm sau thì chúng đã bị bắt trong khi mà đang cố bán cái chuông này với giá là 500 đô. Tiếp theo là một bãi biển. Bạn tưởng tượng sao nếu như một buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta đi ra ngoài cái bãi biển quen thuộc của chúng ta mà thấy nó đã bị đánh cắp. Và chuyện này đã thật sự xảy ra vào năm 2008 tại Jamaica. Bãi biển này thì có rất là nhiều cát trắng tinh khiết, nhưng mà trộn lẫn vào đây là những cái thứ mà rất là có giá trị ở trên thị trường chợ đen. Nhưng mà nó nằm khá là xa thành phố và trong một cái khu vực biệt lập, và đã tạo một cái cơ hội hoàn hảo cho những kẻ trộm. Nên là chúng đã đào một cái hố sâu khoảng 120 mét trên cát và biến mất, không để lại bất kỳ một cái dấu vết nào trên cát hết. Có những báo cáo cho rằng là đã có từ khoảng 500 tới 1.000 xe tải được huy động để mà vận chuyển được cái số cát trên đây, nhưng mà lại không để lại bất kỳ một cái vết bánh xe nào trên cát hết. Và cho tới tận ngày nay thì cái số cát này bị lấy đi theo một cách như nào đó vẫn còn là một bí ẩn. Tại miền đông của Ấn Độ thì những người dân ở đó đã đánh cắp một cái ngọn núi có tên là Humta Bahat. Và câu chuyện này thì phức tạp hơn một chút, đó là những người dân ở đây đã san bằng phẳng cái ngọn núi này, rồi sau đó là bán cho những cái nhà kinh doanh bất động sản để mà nuôi sống gia đình của họ. Người dân ở làng này thì đã làm việc khoảng 10 giờ một ngày để mà đục đẽo núi. Chính quyền địa phương thì đã thoái thác cái vụ này bởi vì là họ đã để cho người dân không có công ăn việc làm và không thể ước tính được cái chi phí thiệt hại và cái số tiền mà người dân ở đây đã kiếm được từ cái ngọn núi.